Sankhaya. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakge kame jarupe girisikaratate chantale khe vimane bipe ratte jagame taruwanagane gehawat pumhikete fumma jayantu dewa jalapala visame yakhagantapanagatit Hanta santike yang muni wala wacanang satavo me sunantu thammas sawanakalo ayam padanta thammas sawanakalo ayam padanta thammas sawanakalo ayam padanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sankhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Sankhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Sankhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Itipiso Bhagavā Arahaṃ Sammāsambuddho Viccā Caraṇa Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarathisat Tha deva manussanam buddho bhagava Tinatti me saranam anyam buddho me saranam varam Etena satcha vachena hotu me jaya mangalam Otta mangena vandeham padapam sumvaruttamam Buddhe yo kalito do so buddho kamatu tang mamang Swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipasiko opanayiko pachyattang veditap bovinyuhi Tinatthi me saranam anyam dhammo me saranam varam Etena satcha vachena hotu me jaya mangalam Otta mangena vandeham dhammaṃ ca duvitaṃ varam Dhamme yo kalito doso dhammo kamatutaṃ mamaṃ Supattipanno bhagavato savaka sangho Ucupattipanno bhagavato savaka sangho Nyayapattipanno bhagavato savaka sangho Samicchipattipanno bhagavato savaka sangho Yadidam cattari purisa yugani attha purisa Gala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo Anchalikaraniyo anuttaraṃ punya khettaṃ lokassa Tinatthi me saraṇaṃ anyaṃ sangho me saraṇaṃ varaṃ Etena satcha vachena Jena hotu me jaya mangalam Uttamangena vandeham
sang thành cha đuôi thoát ta măng sang thế yo kha li tô đô so sang thô ca ma tu tăng ma măng quan đa ni chê ti yang sắp bằng sắp bát tha nê su bát tít ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút tha ru phăng sa ca lăng sa đa sam bút thê áp tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê phanh cha sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hăng tê sang thâm mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng nam a ca ra nu pha huê na hàn tòa sắp đề u pháp đa huê a nê ca an ta ra ya ti huy na sam tu a se sa tô sam bút thê tanh cha tanh nha sanh cha cha tu huy sa ti sa hát sa kê đa sa sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na hằng tòa sắp đề u pháp đa huê a nê ca an ta ra ya ti huy na san tu a se sa tô sam bút thê na bút ta ra sa tê a tha chát ta li sa sa ha sa ke wi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hằng te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na hằng tòa sắp đề u pháp đa we a ne ca an ta ra ya ti wi na sam tu a se sa to sap de purati maya di sa ya sap ta awe ra su thi hon tu sap de purati maya anu di sa ya sap ta awe ra su thi hon tu sap de đăng khi na ya di sa ya sap ta awe ra su thi hon tu sap đề đăng khi na ya nu di sa ya sát ta a huệ ra su khi hòn tu sắp đề panh chi ma ya di sa ya sát ta a huệ ra su khi hòn tu sắp đề panh chi ma ya nu di sa ya sát ta a huệ ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya di sa ya sát ta a huệ ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya nu di sa ya sát ta a huệ ra su khi hòn tu sắp đề u pa ri ma ya di sa ya sát ta a huệ ra su khi hòn tu sắp đề he ti ma ya di sa ya sát ta a huệ ra su khi hòn tu sắp đề sát ta a huệ ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bất cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a rô ga hòn tu sam pat ti hi sa mít chan tu su khi áp ta năng pa li ha ran tu đúc kha pat ta cha nít đúc kha pa gia pat ta Chanipaya so kapata Chaniso ka hon tu sap De ti pa ni no Akasattha cha kummattha Devanaga mahetika Unyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang Akasattha cha kummattha Devanaga Mahitika Punyam no anumodan tu jirang rakham tu no garu Akasattha cha kummattha devanaga Mahitika Punyam no anumodan tu jirang rakham tu nyatayo
Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirangakantu panino Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirangakantu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa-thu. Dạ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Vi Diệu Pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu của buổi học Pháp an vui và tiến hóa trong giáo Pháp của Đức Phật Gautama. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta học tiếp phần Gọi Tâm Ý Môn thời Bình Nhật. Ở trong bài học này thì tức là ở trong lộ tâm ý môn thời Bình Nhật mình có cảnh rõ, cảnh rất rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Hai phần cảnh rõ và cảnh rất rõ mình đã học rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cảnh không rõ với cảnh mơ hồ. Hai phần này gom lại thành một bài chung. Tại nội dung cũng đơn giản cho nên mình gom lại một bài học nhanh. Lộ tâm ý môn thông thường cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Số 1 là phần định nghĩa. Thứ hai đó là lộ tâm ý môn thông thường cảnh không rõ và cảnh rõ, tức là phần vẽ về lộ trình tâm và các điều kiện để lộ trình tâm này xảy ra. Thứ ba đó là chặn các chặn tâm trong lộ tâm ý môn cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thứ tư đó là các tâm lộ trong lộ tâm ý môn cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thứ năm là các tâm có mặt trong lộ tâm ý môn cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thứ sáu là số lượng lộ tâm ý môn cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thứ bảy là lộ tâm ý môn cảnh không rõ và cảnh mơ hồ xảy ra ở hàng người. Thứ tám là lộ tâm ý môn cảnh không rõ và cảnh mơ hồ xảy ra ở hàng người. Thì ở đây liên quan đến hai cái cảnh mà học ngày hôm nay, đó là cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thì cảnh không rõ ở đây đó là tức là lộ trình tâm mà. Ôi, sao này tùm lum vậy ta? Chạy tùm lum hết này. Tức là cảnh nó diễn ra nhưng mà
nó không có rõ ràng, không có rõ ràng, nó dẫn đến cái việc đó là không thành tựu được cái một cái lộ trình tâm, giống như là ở trong mình học, giống như lúc mình học ở trong phần lộ trình tâm ngũ môn, mình có cảnh cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Chúng ta có thể tưởng tượng giống như là cách mà mình đi đo kính mắt gì đó, khi mà cái độ của mình, tức là đưa vào cái kính mà nó chưa đúng với cái độ của con mắt mình, đó là mình nhìn không được cái nét chữ. Rồi có những trường hợp đó sao, nó bị mờ hoàn toàn, thì có thể hiểu trong trường hợp đó nó giống như là trường hợp mà cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thì ở đây đó là lộ tâm ngũ môn cảnh không rõ, nó là tiến trình tâm thông thường sanh khởi qua lộ ý môn khi bị đối tượng cảnh không rõ chi phối. Còn lộ tâm ý môn cảnh mơ hồ, đó là tiến trình tâm thông thường sanh khởi qua lộ ý môn khi bị đối tượng cảnh mơ hồ chi phối. Ở những trường hợp này đó, mặc dù nó không có thành một lộ trình tâm để tạo thành nghiệp, nhưng mà vì tức là nó có sự tác động, ít nhất là nó cũng có sự tác động đến tâm, tức là có sự chi phối tâm. Cho nên các ngài mới liệt kê thêm vào ở đây cho chúng ta biết để mình học thêm. Ở trong trường hợp thứ nhất, nói về lộ trình tâm ngũ môn thông thường cảnh rõ, thì trong trường hợp này nó diễn ra đó là không có hữu phần vượt qua. Bây giờ cái tiến trình tâm này thì nó nó chỉ là thuần tí cảnh danh pháp, cho nên nó không có cái hữu phần vượt qua. Tại vì hôm trước chúng ta học về cảnh cảnh rõ và cảnh rất rõ, có trường hợp đó là có hữu phần vượt qua và không có hữu phần vượt qua. Thì khi nào mà tiến trình tâm diễn ra mà nó có sự chi phối bởi bởi cảnh sắc, thì lúc đó nó sẽ có hữu phần vượt qua. Còn nếu mà lộ trình tâm đó nó diễn ra thuần tí là cảnh danh pháp, thì lộ trình tâm đó nó có hữu phần vượt qua. Thì ở trong lộ trình tâm ngũ môn thông thường mà cảnh rõ, vì nó chỉ là thuần tí là cảnh danh pháp, cho nên nó không có hữu phần vượt qua. Và cái tiến trình tâm của nó diễn ra như thế này. Nó có hai trường hợp. Tức là trường hợp thứ nhất thì nó có hai sắc na tâm khai ý môn, tức là vừa được sắc na tâm khai ý môn thôi. Trường hợp thứ hai thì đó là ba sắc na tâm khai ý môn, nhưng mà nó không có tâm động lực sanh khởi ở trong trường hợp này. Tại vì ở trong lộ ý môn đó, chúng ta thấy là chỉ cần nó khác với lộ ngũ môn, nó lộ ngũ môn thì cái tiến trình tâm nó diễn ra nó dài hơn, tức là sau khai ngũ môn thì nó còn ví dụ nếu mà cảnh sắc thì đó là nhận thức, rồi tiếp thu quan sát xác định, sau đó mới là tâm động lực. Nhưng mà ở lộ ý môn thì sau tâm khai ý môn thì lập tức là tâm động lực xử lý cảnh. Nhưng mà bây giờ ở trong trường hợp này, dù nó có hai sắc na tâm khai ý môn hoặc là ba sắc na tâm khai ý môn, nhưng mà bây giờ tâm nó không đủ mạnh, cảnh nó không đủ mạnh để nó chi phối làm cho tâm động lực sanh khởi. Cho nên ở đây nó chỉ được đó là hai tâm khai ý môn hoặc là ba tâm khai ý môn, ba sắc na tâm khai ý môn. Rồi sau đó nó trở lại đó là cái trạng thái tâm hộ kiếp.
Rồi là nếu mà có một cái cảnh nào đó chi phối thì tâm nó tiếp tục sanh, có thể là lộ ngũ môn hoặc là lộ ý môn tiếp theo. Nó cũng có thể là sau đó là cảnh rõ hoặc là cảnh rất rõ thì cũng có, nó tùy theo trường hợp. Thì đây là cái lộ trình tâm ý môn thông thường mà cảnh không rõ. Nó chỉ có chót hai ý môn, có hai sắc na hoặc là ba sắc na. Ở trường hợp thứ hai đó là lộ tâm ý môn thông thường nhưng mà cảnh mơ hồ. Trường hợp này thì các ngài đó là nó cũng không có hữu phần vượt qua vì nó là cảnh thuần danh pháp và nó thường là khởi lên trong giấc ngủ. Đó là tâm lộ ý môn thông thường mà cảnh mơ hồ. Thì lộ trình tâm này nó chỉ xảy ra đó là nó chỉ xảy ra ở trong lộ tâm chủ quan thôi, tức là sao sắc na tâm bình thường thì nó ở sắc na tâm hộ kiếp, rồi khi mà cảnh này tác động thì nó có được hai cái sắc na tâm rung động, chỉ có hai sắc na tâm rung động, tức là cảnh nó rất là yếu, cảnh rất là yếu. Cho nên ở đây cái tên của nó mới được gọi là cảnh mơ hồ. Thì trường hợp này thì nó chỉ có chót hai sắc na tâm rung động, chỉ là thành phần tâm chủ quan, nó không có tâm khách quan. Ở lộ trước á, mình còn có được một cái tâm khách quan, đó là tâm khai ý môn, nhưng mà cái lộ trình tâm thứ hai này thì nó không có. Nó không có. Vì chẳng tâm, chẳng tâm, vì cái cách tính chẳng tâm thì mình chỉ tính chẳng tâm khách quan, và tên của một loại tâm thì nó được tính, tên của mỗi một loại tâm thì nó được tính một chẳng. Thì chúng ta thấy là ở lộ trình tâm thứ nhất là có ba sắc na tâm khai ý môn, hai sắc na tâm khai ý môn hoặc là ba sắc na tâm khai ý môn. Ở trường hợp cảnh không rõ thì trường hợp này chúng ta có được một chặng, tức là chặng khai ý môn. Còn trường hợp cảnh mơ hồ thì nó không có sắc na tâm khách quan, cho nên cái lộ trình tâm này nó không có một chặng, không có chặng nào cả, không có chặng nào cả. Thứ ba, phần thứ tư đó là phần lộ tâm lộ, tính tâm lộ. Phần tính tâm lộ thì ở cái lộ trình tâm thứ nhất thì mình có hai tâm lộ khách quan, tại mình có hai sắc na tâm khai ý môn. Lộ trình tâm thứ hai thì mình có ba sắc na tâm, ba tâm lộ, tức là ba sắc na tâm khai ý môn. Còn cái lộ trình tâm thứ ba của cảnh mơ hồ này thì nó không có sắc na tâm nào, tức là không có tâm lộ khách quan nào. Vậy thì nó chỉ có hai trường hợp đầu, đó là trường hợp thứ nhất có hai tâm lộ, trường hợp thứ hai là có ba tâm lộ. Phần này thì nếu mình nắm được ở phần cảnh rõ, cảnh rất rõ thì mấy cái này giống mình học biết thêm vậy thôi chứ không có gì. Rồi phần số lượng tâm. Số lượng tâm thì ở đây trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai á, trường hợp thứ nhất thứ hai của lộ trình tâm ngũ môn mà cảnh không rõ thì dù là một tiến trình tâm hay là tổng quát gì thì nó chỉ có một cái tâm khai ý môn thôi, cho nên lộ trình tâm này nó chỉ có một thứ tâm, một thứ tâm khách quan, đó là tâm khai ý môn. Ở trong trường hợp cảnh mơ hồ thì vì nó chỉ diễn ra ở lộ trình tâm chủ quan,
Cho nên nó không có thứ tâm khách quan nào xuất hiện ở đây. Về số lượng lộ tâm, số lượng lộ tâm ở đây thì mình có ba lộ tâm vẽ nó hết rồi. Ba lộ tâm, trường hợp cảnh không rõ có hai lộ, trường hợp cảnh rõ, cảnh mơ hồ thì nó có một lộ. Rồi người, người thì cái lộ trình tâm này thì nó vẫn có thể xuất hiện, đó là ở người phàm phu lẫn các bậc thánh, chỉ ngoài trừ bốn người đạo, chỉ ngoài trừ bốn người đạo. Cho nên ba lộ trình tâm này thì có mặt ở tám hạng người, tức là bốn hạng người phàm và bốn thánh quả. Cõi, cõi thì xảy ra ở 30 cõi hữu tâm, 30 cõi hữu tâm. Vì nó không có hữu phần vượt qua, cho nên ở đây nó không có trở ngại về mặt cõi. Nếu mình có hữu phần vượt qua thì nó liên quan đến sự tác động của sắc pháp làm cho lộ trình tâm sanh khởi. Nhưng mà ở đây vì các lộ trình tâm này nó thuần tí là cảnh danh pháp, cho nên nó có thể xảy ra ở 30 cõi hữu tâm, chỉ trừ ra cõi vô tưởng. Thì đó là cái bài lộ tâm ý môn, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ, đơn giản vậy. Rồi chúng ta kết thúc phần bài này, chúng ta học thêm bài mới nữa. Hôm trước khi mình giới thiệu về phần lộ trình tâm ý môn á, thì chúng ta thấy là lộ trình tâm ý môn nó thời Bình Nhật á, nó diễn ra trong ba trường hợp, đó là lộ ý môn thông thường, lộ ý môn chim bao và lộ ý môn đặc biệt. Phần lộ ý môn thông thường là cái phần mình mới vừa học xong, tức là lộ ý môn thông thường cảnh rất cảnh rõ, lỗi môn thông thường cảnh rất rõ, lỗi môn thông thường cảnh không rõ và lỗi môn thông thường cảnh mơ hồ, là mình mới vừa học xong. Giờ hôm nay chúng ta học thêm một cái phần mới ở trong lộ trình tâm ý môn thầy Bình Nhật, đó là lỗi môn chim bao, tức là thường mình nói là nằm mơ, thì nó vẫn có lộ trình tâm nó diễn ra. Tâm diễn ra. Lộ trình tâm, lộ ý môn chim bao, tức là tiến trình tâm tiến trình tâm sanh khởi ở ý môn, trong lúc mà chúng sanh ấy đang ngủ. Trong lúc chúng sanh ấy đang ngủ, tức là ở loài người mình hoặc là ở loài thú cũng có nằm mơ. Thì lý do mà lộ tâm ý môn xảy ra đó là có bốn nguyên nhân. Thứ nhất đó là do rối loạn về mặt tiêu hóa,
Tức là khi mình ăn uống mà vật thực nó không làm, tức là không tiêu hóa được, làm cho mình cảm thấy khó chịu, thì nó có thể dẫn đến việc đó là mình nằm mơ, là trường hợp thứ nhất. Thứ hai đó là do những kinh nghiệm tràn lại, do những kinh nghiệm tràn lại, tức là mình làm gì đó rồi đến khi tối mình nằm mình thấy nó, mình thấy giống mình đang làm. Những trường hợp này là xảy ra thường xuyên với mình, nhất là những công việc nào mà mình làm mà mình chăm chú nó, là tối mình nằm mình thấy mình đang làm. Những trường hợp này xảy ra thường xuyên với chúng ta nếu mà mình để ý. Dạ bạch sư, cho con hỏi vậy là cái này có do cái tưởng của mình nó nghĩ lại không thưa sư? Ông đang ngủ mà tưởng. Thứ ba đó là do thần lực của chư thiên, thần lực của chư thiên, tức là do chư thiên họ chi phối mình cho mình thấy, cho nằm mơ. Cái thứ tư đó là do nghiệp tác động. Và cái do nghiệp tác động này á, ví dụ như là nó có thể là một cái điềm báo cho mình biết là có sự rủi ro sắp xảy ra, hoặc là có những điều tốt đẹp sắp đến với mình. Nhưng mà thường ở trong trường hợp mà nằm mơ mà do nghiệp tác động này, thường là những người mình có phước là mình thường có những cái điềm báo này. Ví dụ như là mình sắp đi đâu đó mà nếu mà cái việc đi của mình đó nó sẽ gặp một cái trở ngại nào đó. Ví dụ như là chúng ta thấy có một số trường hợp khi mà họ đi máy bay hoặc là họ đi xe hay họ đi tàu lửa gì đó, thay vì họ đi cái chuyến 9 giờ thì nó đẩy đưa sau đó để họ không đi được cái giờ đó mà đi nhầm cái giờ khác để họ tránh được cái tai nạn đó. Thì thường những cái điềm báo của những người có phước á, nếu mình để ý thì nó thường hay có những cái dấu hiệu để mình biết trước, dấu hiệu để mình biết trước. Mà trong những trường hợp này thì thường mình có niềm tin, có phước, có niềm tin. Còn nếu những điểm báo đó mà xảy ra mình không có để ý nó thì lâu nó không có nữa. Nhưng mà mấy trường hợp đó thì nó cũng hơi nguy hiểm cho mình, đó là nếu mà mình cứ tin kinh quá thì nó cũng dễ bị mê tín. Nhiều khi nó không phải là nó thuộc về cái điểm báo mà nó là do rối loạn tiêu hóa hay là do kinh nghiệm quá khứ gì đó nó chi phối, mình không có phân biệt được. Mình không có phân biệt được. Nhưng mà đối với trường hợp mà những người mà có phước đặc biệt thì nó, nếu mà có những rủi ro gì đó thì nó thường là có cái điểm báo cho mình biết. Nó có điểm báo mình biết. Ở dưới quê thì nghe các ông bà cụ hay nói đó là, thí dụ như là nếu mà mình nằm mơ mà mình thấy gãy răng chẳng hạn, thì các ông nói là thường mình nằm vậy là mình ở nhà mình sẽ có người thân của mình mất, hoặc là những người thân của mình mất. Cái đó nhiều khi nó cũng là những cái kinh nghiệm thôi, nó cũng không có đúng 100%. Anh thấy giống vậy. Thì đó là bốn cái nguyên nhân mà cái lộ ý môn chim bao xuất hiện. Lộ ý môn chim bao xuất hiện. Về cảnh thì mặc dù nó là lộ ý môn chim bao nhưng mà nó vẫn có đủ bốn loại cảnh. Vẫn có đủ bốn loại cảnh, tức là vẫn có cảnh rõ, cảnh rất rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ.
Và ở lộ ý môn chiêm bao này, mặc dù nó cũng có đủ bốn loại cảnh này, nhưng mà nó không có tạo nghiệp. Lý do đó là mặc dù tâm thì nó vẫn có diễn ra đầy đủ, nhưng mà nó không có tạo nghiệp. Nó là vì cái tư tâm sở ở trong trường hợp đó nó rất là yếu, tức là nó không đủ sức mạnh để nó tích lũy tạo thành cái tâm quả để cho quả về sau, hoặc là đưa đến quả tái sanh. Nó có đủ cái sức mạnh đó. Tại ở trong cái hành động mà mình tạo thành nghiệp á, chúng ta thấy là khi mình tạo mà với có sự cố ý càng nhiều, có sự cố gắng sức càng nhiều, thì cái nghiệp ác đó cái nghiệp đó nó có cái sức mạnh. Dạ. Tại sao người ta nói là các loài thú mà mình giết nó, nếu mà ví dụ như là các loài thú nhỏ với loài thú lớn, nếu mà giết loài thú lớn á, thì nó sẽ tạo cái ác nghiệp nhiều hơn. Lý do đó là tại vì khi mình giết một cái loài thú lớn, một con thú lớn á, nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình rất là nhiều. Mà cái sự cố gắng đó là mình phải thực hiện nó bằng cái tâm sân. Thì ngay cả trong lúc mình giết đó là cái tâm bất thiện của mình nó khởi lên liên tục, cho đến khi nào mà mình giết được nó. So với các loài thú nhỏ, các loài thú nhỏ thì đó là mình, nếu mình nói về các loài thú. Còn nếu mình nói loài người thì cái người mà có ân đức cao, ví dụ là người có giới, người có thiền định, thì nếu mình giết hai người đó thì cái quả của nghiệp nó nặng, nó mạnh hơn, cái ác nghiệp nó cho quả mạnh hơn so với người không có giới. Với cái lộ tâm ý môn á, lộ tâm ý môn chim bao á, lộ ý môn chim bao á, nó cũng không xảy ra đối với tất cả các trường hợp. Thí dụ như là ở chúng sanh mà chúng sanh địa ngục, chúng sanh ở cõi khổ mà thuộc loài địa ngục á, lộ ý môn chim bao nó không có diễn ra. Lý do đó là chúng sanh ở cái cảnh giới này đó là luôn luôn bị thiêu đốt bởi cái quả của ác nghiệp, không có thời gian đâu mà ngủ mà để nằm để chim bao. Các hàng chư thiên, chư thiên thì cũng không có chim bao. Chư thiên cũng không có chim bao, tức là họ không có bị về vật, ví dụ về vật thực ăn uống chẳng hạn, thì họ không có bị rối loạn tiêu hóa về vật thực gì. Vật thực của họ là vật thực tế, ăn một cái là tiêu hóa liền. Hoặc là mặc dù về mặt tác động của nghiệp thì chư thiên họ vẫn có, nhưng mà họ không phải nằm mơ giống như mình. Thí dụ như là cái điềm báo của nghiệp, tức là với chư thiên thì họ vẫn có. Thí dụ như là nếu mà họ sắp hết tuổi thọ thì nó có cái dấu hiệu đó, là thí dụ như là những bông hoa mà chung quanh đó thì nó bị héo tàn đi, hoặc là cái cơ thể của họ nó bị xuất mồ hôi, mà trong mình nói là mồ hôi nách á. Thì đó là cái điềm báo cho vị chư thiên đó là mình sắp hết tuổi thọ. Nhưng mà cái đó là trong lúc mà họ vẫn đang tỉnh, chứ không phải giống như mình nằm mơ. Mình nằm mơ. Rồi tương tự đối với phàm thiên chẳng hạn, họ không có cái đó. Vậy thì nó diễn ra một số trường hợp, một số trường hợp. Chúng ta sẽ học rõ thêm ở trong phần người cõi. Thì ở đây trong bài học này mình có phần định nghĩa, rồi lộ y môn chim bao cảnh rõ, tức là những lộ trình tâm và điều kiện để xảy ra nó. Thứ ba đó là các chặng tâm trong lộ y môn chim bao cảnh rõ.
Thứ ba đó là các tâm lộ trong lộ ý môn chim mau cảnh rõ. Thứ năm đó là các tâm có mặt trong lộ ý môn chim mau cảnh rõ. Thứ sáu đó là số lượng lộ ý môn chim mau cảnh rõ. Thứ bảy đó là lộ ý môn chim mau cảnh rõ xảy ra ở hạng người. Số tám đó là lộ ý môn chim mau cảnh rõ xảy ra ở các cõi. Đây là tám mục mà mình sẽ học ở trong phần các lộ trình tâm. Các lộ trình tâm. Về định nghĩa thì lộ ý môn chim bao cảnh rõ, tức là tiến trình tâm sanh khởi qua lộ ý môn trong lúc đang ngủ, khi bị đối tượng cảnh rõ chi phối, tức là xảy ra trong lúc mà mình đang ngủ say. Trong lúc mình đang ngủ say, chừng là nếu mà mình chưa có ngủ say thì cái lộ chim bao này nó không xảy ra được. Vì cái lộ trình tâm diễn ra đó, ở lộ ý môn chim bao mà cảnh rõ nó sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất đó là nó chót động lực, thứ hai đó là nó chót hữu phần khách. Nó giống như là lộ ý môn thông thường cảnh rõ. Chỉ cái điều là ở đây đó là lộ ý môn thông thường cảnh rõ thì mình không có hữu phần vừa qua hoặc là có hữu phần vừa qua. Còn cũng giống nhau, xin lỗi. Tức là cũng có hữu phần vừa qua hoặc là không hữu phần vừa qua. Ở trong trường hợp mà chim bao mà nó lộ, tức là thuộc về thuần tí là danh pháp, thì lúc đó nó cũng không có hữu phần vừa qua. Còn nó bị chi phối bởi cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, thì nó có hữu phần vừa qua. Và ở đây nó chỉ có một hữu phần vừa qua. Ở trong trường hợp mà nó bị chi phối bởi cảnh danh sắc, ví dụ mà trong lúc mà mình ngủ say mà mình nghe giống như là có tiếng ai đó gọi mình. Thì ở trong trường hợp như vậy, nếu mà lộ ý môn chim bao nó diễn ra thì nó bị chi phối bởi cái sắc pháp, nó sẽ có hữu phần vừa qua. Dạ, thưa sư, thiếu cái chữ bao á, thưa sư, lộ ý môn chim bao. Thiếu cái chữ bao á, thưa sư. Thì ở đây mình có hai trường hợp. Một đó là chót động lực nhưng mà không có hậu kiếp vượt qua. Thứ hai đó là có một hậu kiếp vượt qua và nó cũng chót động lực. Thì giống như nói lúc nãy, lộ ý môn thì nó diễn ra nhiều nhất là ba sát na tâm, ba chặng tâm khách quan. Tức là khai ý môn động lực, nếu mà nó có thêm nữa đó là thêm na cảnh. Còn không thì chỉ có là sau khai ý môn đó là tâm động lực. Sau khai ý môn là tâm động lực. Thì nó có hai trường hợp như thế này. Có hai trường hợp như thế này. Thứ hai đó là lộ ý môn chim bao cảnh rõ, chót hữu phần cách, nó cũng không có hoặc có một hữu phần vượt qua, và nó cũng đòi hỏi cũng phải có đầy đủ ba yếu tố, tức là người tục sinh bằng tâm thọ hỷ ở cõi vui dục giới cũng gặp cảnh rõ rồi khởi lên động lực sanh. Và nó giống y hệt giống như là lộ ý môn thông thường. Lộ ý môn thông thường nó chỉ có khác là ở trong trường hợp này, cái lộ tâm này nó xảy ra nó không tạo nghiệp á, là vì cái tư tâm sở nó không có sức mạnh, giống như là lúc mà mình thức mình làm, cái động lực,
cái tư tâm sở nó trong tâm động lực á, nó có sức mạnh để nó lưu lại cái chủng tử đưa đến cái sanh, tích lũy thành nghiệp, nó không có cái đó. Còn tiến trình tâm chúng ta thấy là nó vẫn diễn ra đầy đủ, giống như là lộ trình tâm thông thường của mình. Thì chúng ta thấy nó cũng là rung động, nhiếp dòng, khai ý môn, động lực, rồi hữu phần khách, hậu kiếp khách, sau đó trở lại tâm hậu kiếp. Hoặc là nếu mà trường hợp có hậu kiếp vừa qua thì nó là hậu kiếp vừa qua, rồi rung động, nhiếp dòng, khai ý môn, động lực, hậu kiếp khách, rồi sau đó nó cũng là tâm hậu kiếp. Rồi nó vẫn có bốn yếu tố giống như vậy. Nó vẫn có một yếu tố, bốn yếu tố giống như vậy để nó xảy ra cái lộ trình tâm này. Thứ hai thì thứ ba là mình nói về chặn tâm. Chặn tâm ở đây thì vì nó ở lộ ý môn thì nó chỉ có là khai ý môn, chót động lực thì nó chỉ có là khai ý môn và động lực. Vậy chót hữu phần khách thì nó cũng có khai ý môn và động lực. Hữu phần khách thì nó không được tính là tâm khách quan. Cho nên ở đây thì cả hai trường hợp thì mình cũng chỉ có hai chặn tâm, tức là khai ý môn và động lực. Hai chặn tâm khách quan. Về tâm lộ, tâm lộ thì ở trường hợp thứ nhất mình có một khai ý môn với bảy động lực, cho nên ở đây mình có tám tâm lộ. Trường hợp thứ hai thì cũng vậy, tức là một khai ý môn với tám động lực. Hữu phần khách thì nó cũng không được tính vào tâm lộ khách quan. Cho nên ở đây cả hai lộ trình tâm xảy ra ở chót động lực hay là chót hữu phần hậu kiếp khách thì nó cũng chỉ có tám tâm lộ khách quan. Tám tâm lộ khách quan. Về số lượng lộ tâm, số lượng về các tâm có mặt trong lộ tâm, ở trong lộ tâm ý môn thông thường cảnh rõ thì khi mà chúng ta một tiến trình tâm xảy ra thì nó giống nhau. Giống nhau tức là một tiến trình tâm xảy ra thì nó có hai thứ tâm. Nhưng mà về tính tổng quát á, thì lộ trình tâm ý môn chiêm bao đó là nó khác với lộ trình tâm ý môn thông thường cảnh rõ. Lý do đó là ở trong lộ ý môn thông thường cảnh rõ nó xảy ra được với cả bậc thánh A-la-hán, còn lộ ý môn chiêm bao á thì không xảy ra được với bậc thánh A-la-hán. Cho nên nó phải loại trừ các tâm động lực mà chỉ sanh khởi nơi cơ tánh của bậc thánh A-la-hán. Tức là ở trong bây giờ lại nữa cái tâm lỗi môn chim bao á, giống mình nói lúc nãy, nó không xảy ra ở ở cõi trời dục giới, cõi phàm thiên, cõi phàm thiên sắc giới, phàm thiên vô sắc giới thì nó cũng không có xảy ra. Nếu mà ở cõi phàm thiên thì cái đó là lộ trình tâm đặc biệt rồi, cho nên bỏ nó đi. Nhưng mà nếu mình tính người thì phần các vị chư thiên thì mình sẽ loại trừ ra. Ở đây chủ yếu là loại trừ ra cái tâm động lực của bậc thánh A-la-hán. Nhưng vì trong cái tâm động lực ở đây đó, nó chỉ còn lại đó là 12 tâm bất thiện. Tức là trong cái lộ chim bao đó, nó vẫn có những trường hợp đó là tâm tham, những trường hợp đó là tâm sân. Chúng ta thấy là có lúc mình nằm trên bao thì sao? Mình cũng thấy giận người khác,
mình cũng thấy mình khóc. Để trong trường hợp đó là cái tâm sân nó vẫn diễn ra. Hoặc là trong trường hợp là mình có được ai cho được cái món đồ nào đó, mình tới mình nằm thấy mình cũng rất là mừng vui. Để trong trường hợp đó nó vẫn là tâm tham, với tâm dính mắc thì vẫn là tâm tham. Hoặc là nằm mơ mình thấy được đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Chư Tăng, gặp Chư Tăng gì đó. Dạ. Thì ở lúc đó vẫn là tâm thiện. Dạ. Ví dụ có lúc mà sư nằm mơ sư thấy ở chùa này thấy Chư Tăng quỳ rất là đông. Thì như vậy. Thì ở trong trường hợp đó là tâm thiện. Mặc dù nằm mơ nhưng mà cái trạng thái đó nó vẫn là trạng thái tâm thiện. Dạ. Như vậy thì cái động lực ở đây nó nó là 12 tâm bất thiện. Tại 12 tâm bất thiện là làm việc động lực. Rồi 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện là làm việc động lực. Nếu mà như vậy thì mình có là 12 với 8 mình có 20. 20 tâm động lực xảy ra trong trường hợp này. Như vậy thì còn ở cảnh rõ mà lậu thông thường thì mình thêm 9 tâm động lực nữa, tức là mình thêm 8 tâm đại tố với lại tâm sinh tiếu làm việc động lực, cho nên mình có 29. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ có 20. Chỉ có 20. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra thì nó có hai thứ tâm. Nhưng mà nếu mình tính tổng quát là nó có 21, tức là một tâm khai ý môn và 20 tâm động lực dục giới. 20 tâm động lực dục giới. Và nhớ là ở đây là nó không xảy ra đối với bậc thánh A-la-hán, thì mình phải biết là mình trừ cái tâm nào. Phải biết trừ cái tâm nào. Ở trong trường hợp thứ hai, chắc hữu phần khách, một tiến trình tâm xảy ra thì nó cũng có hai thứ tâm. Nhưng mà tổng quát thì vì ở đây là động lực sanh, cho nên nó cũng cái tâm động lực ở đây nó cũng chỉ có hai tâm sanh. Vì thì tổng quát thì có ba thứ tâm đối với lộ trình tâm mà cho hộ phần khách, hộ kiếp khách. Tổng quát là 21 tâm dục giới. Người ta để vậy, để như vậy mình về mình tự tính ra. Ở đây người ta chỉ cho mình số lượng như vậy thôi. Về mình phải nhớ mình tính ra đó là 21 đó là gì. Cho bây giờ nói 21 xong người ta hỏi 21 đó là gì, mình không biết là chết. Ta mình phải hiểu được cái 21 đó là các loại tâm nào. Mà muốn biết như vậy thì phải nhớ lại cái bài mà các tâm làm việc động lực. Xem cái tâm nào làm việc động lực để mình liệt kê nó ra. Rồi trường hợp nào nó sẽ xảy ra ở đây. Thí dụ ở trong trường hợp này thì mình chỉ bỏ ra cái tâm động lực của vị thánh A-la-hán thì mình sẽ còn lại đủ 20 tâm động lực, thêm một tâm khai ý môn là 21. Còn ở đây thì vì động lực nó là sanh, cho nên nó chỉ có hai tâm sanh cộng với một tâm khai ý môn thì nó có ba thứ tâm dục giới. Người ta chỉ liệt kê tổng quát như vậy thôi. Còn phần còn lại là chúng ta phải hiểu để chúng ta tự tính nó. Cho nên nếu mà viết ra trên như vậy thì chúng ta sẽ không có hiểu, tức là cứ ghi chép có đầy đủ các con số. Nhưng mà đến khi người ta hỏi để mình lý giải thì mình lý giải không được. Cho nên chúng ta phải tính mà phải hiểu nó. Về số lượng lộ tâm. Số lượng lộ tâm. Thì số lượng lộ tâm, vì nó chỉ có hai trường hợp, tức là chất động lực thì nó không có hữu phần vượt qua, hoặc là nó có hữu phần vượt qua thì nó chỉ có một hữu phần vượt qua, thì nó chỉ có hai lộ trình tâm ở trong trường hợp chất động lực. Ở trường hợp chất hữu phần khách thì cũng vậy, tức là không có hữu phần vượt qua và có một hữu phần vượt qua thì nó có hai lộ trình tâm. Như vậy thì tổng cộng mỗi một trường hợp mình có hai
Thì hai trường hợp mình có bốn, có bốn lộ trình tâm. Phần người, phần người phần người thì giống như nói lúc nãy, mình sẽ hạn chế một số trường hợp. Người ở người khổ, người khổ thì mình có bốn hạng người khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và tu la. Thì trong bốn hạng người khổ đó thì chúng ta nói là người khổ là nói chung, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó là trong bốn hạng người khổ đó thì không có chúng sanh địa ngục, không có chúng sanh địa ngục. Dù mình vẫn liệt kê là có người khổ, nhưng mà trong người khổ đó mình bỏ một phần chúng sanh địa ngục ra. Thứ hai đó là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân này á thì vừa có mặt ở cõi người mà vừa có mặt ở cõi chư thiên. Vừa có mặt ở cõi chư thiên. Ví dụ như là có những chư thiên đó là sanh về, có người có phước sanh về cõi chư thiên. Nhưng mà cái hào quang đó thì không có được chiếu sáng, tức là mù mờ. Thì được xem giống như là người lạc vô nhân, tức là không có được trọn vẹn giống như người ta. Dạ. Thứ hai đó là người, đó là người thứ hai. Người thứ ba đó là người nhị nhân. Người nhị nhân thì cũng sinh ra ở cõi người mình và ở cõi chư thiên. Dạ, ở cõi người mình và cõi chư thiên. Nhưng mà người nhị nhân ở trong cũng giống như là người lạc vô nhân, tức là mình chỉ lấy được là chúng sanh ở cõi người. Tức là người lạc vô nhân hay là người nhị nhân, mặc dù là họ có mặt ở cõi người và cõi trời, nhưng mà đây mình chỉ lấy được chúng sanh ở cõi người. Rồi người tam nhân, người tam nhân cũng chỉ lấy được với chúng sanh ở cõi người. Rồi tương tự đối với bậc thánh nhị quả, sơ quả, nhị quả và tam quả, là cũng chỉ lấy được ở cõi người. Tại các hạng người này á, vừa có mặt ở cõi người mình mà vừa có mặt ở cõi trời. Ngoài trừ trường hợp là người lạc vô nhân với người nhị nhân thôi, là không có mặt ở cõi, chỉ có mặt ở cõi trời dục giới. Nhưng mà thí dụ như là người tam nhân, bậc thánh sơ quả, bậc thánh nhị quả, bậc thánh tam quả, thì hạng người này không chỉ có mặt ở cõi người và cõi trời không, mà họ còn có mặt ở cõi phạm thiên, sắc giới. Rồi phạm thiên vô sắc giới. Nhưng mà trong trường hợp này, hạng người này thì chúng ta chỉ lấy nó ở cõi người, tức là hạn chế nó lại. Mặc dù mình kể là có tên như vậy, nhưng mà mình phải lọc nó ra, lọc nó ra, chỉ lấy những chúng sanh này ở cõi người, ở cõi người. Như vậy thì ở trong lộ trình tâm thứ nhất á, mình sẽ tính được nó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, nhị quả, tam quả. Tức là bốn hạng người, bốn hạng người phàm và ba thánh quả bậc thấp có mặt ở cõi người, có mặt ở cõi người.
lộ trình tâm thứ hai, lộ trình tâm thứ hai thì chót hữu phần khách mà động lực sân, rồi kèm theo đó là cái điều kiện đó là tục sinh ở cõi người, rồi tục sinh bằng tâm thọ hỷ, thì chúng ta loại bỏ được tục sinh ở cõi người thì coi như là chúng ta loại bỏ hết các trường hợp từ cõi trời trở lên. Tục kinh sinh bằng tâm thọ hỷ thì chúng ta cũng bỏ được người khổ với lại người lạc vô nhân. Như vậy chỉ còn lại đó là người nhị nhân, người tam nhân, bậc thánh sơ quả, bậc thánh nhị quả và bậc thánh tam quả. Nhưng mà động lực ở đây là động lực sân nữa thì chúng ta bỏ luôn bậc thánh tam quả. Thì lộ trình tâm thứ hai này chỉ xảy ra ở bốn hạng người, đó là người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người nhị quả. Nhưng mà người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người nhị quả này chúng ta phải nhớ đó là những người này phải tục sinh bằng tâm thọ hỷ thì mới được. Còn nếu mà họ tục sinh bằng tâm thọ xả thì lộ trình tâm này cũng không xảy ra. Tại trong người nhị nhân, tam nhân, sơ quả, nhị quả này là có người tục sinh bằng tâm thọ hỷ, có người tục sinh bằng tâm thọ xả. Thì ở đây lộ trình tâm thứ nhất thì xảy ra đối với bảy hạng người ở cõi nhân loại và cõi khổ. Thì mình có người khổ, cõi khổ tức là dành cho người khổ mà phải bỏ chúng sanh địa ngục ra. Người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả. Lộ trình tâm thứ hai thì sẽ ra ở bốn hạng người ở cõi nhân loại là người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả và người nhị quả. Đó là mình nói về người. Về cõi, cõi thì mặc dù mình chưa học nhưng mà nãy giờ mình học là mình nói vòng vòng là hầu như là cõi là cũng đã được đề cập, tức là chỉ xảy ra ở cõi người và cõi khổ. Cõi người và cõi khổ chỉ xảy ra ở hai cõi hả? Cõi khổ, xin lỗi, cõi khổ, cõi khổ thì bốn cõi khổ hả? Đó. Khổ thì bốn cõi khổ, nhưng mà trong cõi khổ đó thì bốn cõi khổ đó mình bỏ ra cõi ở lộ trình tâm thứ nhất. Ở lộ trình tâm thứ nhất thì bốn cõi khổ thì mình bỏ ra địa ngục, rồi mình cộng lại bù lại thì mình thêm lại cõi người. Như vậy thì ở lộ trình tâm thứ nhất á, là xảy ra ở bốn cõi, tức là ba cõi khổ và cõi người. Lộ trình tâm thứ hai thì lộ trình tâm thứ hai thì chỉ xảy ra đó là ở cõi người. Như vậy thì lộ trình tâm thứ hai thì chỉ xảy ra ở một cõi. Ở một cõi. Lộ trình tâm thứ nhất xảy ra ở bốn cõi, đó là ba cõi khổ và cõi nhân loại. Lộ trình tâm thứ hai thì chỉ xảy ra ở cõi người. Ở đây học cái phần lộ trình tâm lộ ý môn chim bao này á, là vì cái cách vẽ lộ trình tâm á, thì nó giống như lộ trình tâm ý môn thông thường. Lộ trình tâm ý môn thông thường. Nhưng mà chúng ta phải nhớ về cái quy định của nó. Về cái cách vẽ lộ trình tâm thì nó giống nhau. Cái lộ trình tâm thì nó giống nhau. Ví dụ bây giờ người ta vẽ cái hai cái lộ trình tâm này. Bây giờ người ta đặt ra câu hỏi đó là cái lộ trình tâm này á, có thể xảy ra ở những trường hợp nào trong thời bình nhật. Rồi người ta cho mình tính tâm, tính người, tính cõi. Thì ở trong những trường hợp như vậy, chúng ta phải nhớ cho được đó là
Nó sẽ xảy ra ở hai trường hợp. Thứ nhất đó là ở lỗi y môn thông thường mà cảnh rõ. Thứ hai đó là ở lỗi y môn, đó là lỗi y môn chim bao. Lỗi môn chim bao. Thì khi mà mình chia nó ra được hai trường hợp như vậy rồi á, thì mình bắt đầu về chặng tâm thì nó giống nhau. Chặng tâm thì giống nhau, tâm lộ thì nó giống nhau, nhưng mà số lượng tâm thì nó sẽ khác nhau. Về người cõi nó cũng khác nhau. Dù tiến trình tâm thì nhìn nó giống y hệt nhau, nhưng mà vì cái lộ chim bao nó hạn chế một số trường hợp. Thí dụ như là về người thì không xảy ra đối với chúng sanh địa ngục, không xảy ra đối với chúng sanh ở hạng chư thiên, ở phạm thiên, đối với các bậc thánh A-la-hán. Thì khi mà chúng ta loại trừ được những hạng người đó, thì chúng ta cũng loại trừ được số lượng tâm. Số lượng tâm và các cõi để các lộ trình tâm này diễn ra. Thì cái đó là một cái so sánh nhỏ để mình đối chiếu lại với cảnh rõ ở trong lộ trình tâm ý môn thông thường với cảnh rõ ở trong lộ chim bao, để mình nhớ nó thêm. Thì đó là phần lộ trình tâm ý môn chim bao. Rồi giờ phần bài học bữa nay bao nhiêu đây ha, kết thúc ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trả mức lại cho rồi. Dạ, bài học đã kết thúc ạ. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ trình tâm ý môn thông thường, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ, cùng với lộ ý môn chim bao ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, xin mời. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, con kính chư ân sư. Con xin thay mặt quý học viên hồi hướng phước báo của học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Javamatha Dewa Naga Mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang akasatha jafom matha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garo akasatha jafom matha dewa naga mahitika Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ca ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ca ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Irang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc sư Tinh Tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui trong mùa an cư. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống ạ. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính chuyên sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn lớp sư. Dạ, kính chuyên sư. Dạ, xin chào sư và chào cả lớp ạ. Rồi, xin chào. Kính chuyên sư ạ. Rồi.